cộng là một món không thể thiếu được của các kỳ lễ hội. Và để mở đầu cái chương trình trọng đại là chào đón các vị khách quý tới dự là tiếng trống vang vọng ngàn năm đưa con cháu Lạc Hồng lập bao chiến công kỳ vĩ. Trống Hội Thăng Long, chỉ đạo nghệ thuật nghệ nhân Lê Tú Minh Tám do đoàn trống UNESCO Việt Nam biểu diễn, xin phép được bắt đầu. Hà Nội ơi, bát chiến công kỳ vĩ, đất rồng thiêng hào khí Thăng Long, con cháu Lạc Hồng tiếp bước cha